Chào mừng các bạn đến với THL Sim quận 7. Chỗ Duy Nguyễn đứng là cái chỗ ngắm cảnh trên một cái tầng tập cao nhất. Trên cái tầng tập cao nhất thì các bạn, chứ không phải là phòng giám đốc của tôi đâu. Phòng giám đốc của tôi đó còn nằm ở cái chỗ xa lắm nha. Thì đây là cái tầng tập mà gồm có những cái thiết bị Mỹ Đế high-end, những cái máy đạp đùi, để ngực đồ, mấy khung đồ này nọ. Bạn nhìn đằng kia đóng như thôi chứ nó mắc tiền lắm nha ba. Mà đóng sắt nó mắc kinh luôn á. Thì nhưng mà chủ đề ngày hôm nay không phải là Duy Nguyễn nói về cái đó, mà chủ đề ngày hôm nay là Duy Nguyễn chia sẻ về góc nhìn thiết kế của Duy Nguyễn dựa trên một triết lý rất là thực dụng nha các bạn. Thực dụng, đơn giản mà hiện đại và đẳng cấp. Đó là những cái gì mà Duy Nguyễn làm ở tòa nhà này. Thì đây là các bạn thấy hệ ống đồng này, chẳng qua là không phải nó làm chưa xong thôi. Cái ống này là ống máy lạnh á, ống đồng máy lạnh nó làm sẵn đây nè. Ống ốp ốp rồi hết đẹp lắm, nhưng mà giờ làm chưa xong á, nên để đi hơi xấu xấu một chút, làm mất đi cái vẻ đẹp của cái background phía sau. Background phía sau của Duy Nguyễn là hệ cửa kính của tàu nó sẵn luôn. Của tàu thôi à. Hàng Euro Window nó hơi mắc. Đúng không? Hàng Euro Window nó hơi mắc, mà mình làm hàng Euro Window cho này thì nó hơi phí. Đúng không? Mà cái hàng này của tàu là hàng Sifa đó các bạn. Nhôm Sifa đồ của tàu á, nên nói chung á thì cũng 1 9 1 10 thôi à. Thì tùy các bạn nhận định thế nào, nhưng mà nó là làm thương mại vậy là ok. Nó cũng không có rẻ đâu nha ba. Nó dưới hàng Euro Window một chút thôi. Đó. Đây bạn thấy không? Cuộc đời nhà của Duy Nguyễn á thì nó có hai cái loại thiết kế mà Duy Nguyễn là khách hàng trung thành của Sifa. Ở bên quận Bình Tân với bên quận 12 đó thì chơi Sifa trắng. Bên đây thì Duy Nguyễn chơi màu này, chơi giống châu Âu. Còn kính thì như nhau. Ở bên hai cái chỗ kia đó thì kính màu xanh. Nhưng mà bên đây là Duy Nguyễn làm kính trắng hết. Tại vì bây giờ đó, Duy Nguyễn có thằng nhân viên nó làm xe bạn. Nó dán mấy phim cách nhiệt đồ này nọ kia thì mốt bữa nào ủng hộ nó thôi. Mà tôi nói báo giá cho ông biết, dán một cái mặt tì mặt dựng của Duy Nguyễn mà từ trên xuống dưới là khoảng 60 triệu. Tiền phim. Phim cách nhiệt. Là nó làm cho mình cái kính mà nó mát. Cái kính mình nó mát mà nó có tác dụng làm màu nữa. Ví dụ như bình thường mình chơi kính màu trắng đi thì bạn dán phim màu gì kệ bà bạn, màu gì nó ra màu đó thôi. Còn bây giờ bà làm kính màu xanh bạn dán phim sao được. Đó là lý do mình chọn màu trắng. Với phần chọn màu trắng đây chi nó tạo ra một cảm giác nhìn ngoài và nhìn trong. Nhìn ở ngoài vô đẳng cấp, nhìn trong vô đẳng cấp. Bạn đi ngang một hai mấy showroom mạc nó cũng làm vậy đó, ý chang tôi khác gì đâu. Mà nó câu ngược lại tôi làm ý chang nó. Làm vậy thôi à. Đó. Đó bạn thấy không? Cũng là như đó thôi, nhưng mà cái cấp thiết kế của mình nó đẳng cấp, nhìn nó vô nó hài hòa, nó sang. Người ta không nói được. Rồi thêm cái nữa nè. Bình thường chỗ này á, xây dách này nọ kia chi tốn tiền. Mà làm này tốn hơn ba ơi. Quên, làm này tốn hơn. Đó, đứng nhìn cuộc đời. Ồ, giờ này em mới tắm hả? Không, tập gym sướng chưa? Nghe chim hót đồ, cá bơi đồ. Đó, chỉ có quận 7 có thôi. Không, ngon chưa? Thôi. Rồi nói tiếp là tại sao Duy Nguyễn có cửa này. Thật sự không có cửa này bạn nhìn vẫn được có sao đâu, đúng không? Bạn nhìn vẫn được có sao đâu đó. Nhưng mà cái cửa lùa này nó có tác dụng đó nha ba. Rồi ok, bạn thấy không, một cái wheel khá là rộng, rất là mát mẻ. Đằng kia cũng vậy, đằng kia nó cũng có một cái cửa giống vậy. Bạn nhìn ở ngoài vô bạn không thấy, nhưng mà đằng bạn nhìn trong vô bạn thấy sẽ có cái cửa, đúng không? Cái tác dụng của cái cửa là để làm gì? Để chiều khách hàng khó tính thôi chứ không gì đâu mà. Ông tập gym bây giờ thì cái nhà mình giàu mà, nhà mình cao mà, thì phải làm cửa, hợp lý không? Hợp lý không các bạn? Hợp lý lại. Thì có mấy ông khách khó tính buổi sáng tập không chịu mở mà làm nè. Người ta mở không chửi luôn á. Nói tao đây tập gym chú đổ mồ hôi, không cãi được luôn. Cái nó kêu vậy chú tập gym chú đổ mồ hôi, chú tập trước 10 giờ nha, chứ 10 giờ mở mới làm đó. Nó ừ tao tập trước 10 giờ luôn. Xong rồi vô tập mở hai cửa này. Xong rồi mở cái thêm cái cửa đằng kia nữa, gió nó đối lu á. Nó đối lu nó thổi vô lạnh teo luôn. Ủa gió, nhà cao tầng gió ghê mà. Đó, đó là tác dụng mà Duy Nguyễn làm cái cửa mở này để cho phục vụ cho những khách hàng khó tính. Nha bạn. Nhưng mà tất nhiên ở đây lối đi cầu thang thôi, trong nó còn có hệ cửa nữa. Ở trong chỗ quay phim đứng mà không thấy đâu, nó còn hệ cửa nữa. Và trong chỗ quay phim ngồi nó cũng còn hệ cửa nữa. Bạn chưa thấy đâu, nó có hết đó. Đó, đó là cái sự thiết kế mà nhìn vô mình cảm giác như là mình đầu tư tòa nhà này nó không có ủ tiền các bạn ha. Đó, nên khi mà các bạn làm nhà thì các bạn làm cửa, các bạn cũng đừng thật sự bạn luôn á, nhà thì bạn chọn thôi một trong hai kiểu thôi. Cổ điển thì nó ra cổ điển. Đúng không? Mà hiện đại nó là hiện đại. Hiện đại là phải như Duy Nguyễn đó mà hiện đại nha. Chứ rồi cổ điển thì bạn phải chơi cửa vàng khè luôn. Sắt xiết đồ uống cong cong đồ nhọn đồ ha, chơi sư tử đầu lân đầu rồng đồ này nọ kia đồ. Đó là cái đó là cổ điển. Đúng không? Còn cái nóc nhà cổ điển mà xây như cái nhà thờ, cái tháp
tròn tròn đâu, đầu nhọn nhọn lên luôn. ABC. Còn nhà hiện đại để máy bằng. Để bằng bằng lì luôn, xong ta đẩy đẩy nhôm để cái để nhôm để sắt ra. Cái này là đẩy ha, đẩy nè, nhôm nè. Đẩy nhôm, đẩy kính ra nó tạo dáng vẻ hiện đại, sau đó mình bố trí cây xanh lên. Bố trí vừa vừa thôi chứ bố trí nhiều quá dọn cây xanh cũng thấy thấy bà luôn các bạn. Thì cái này ở trong xây dựng nó kêu là gì? Mặt dựng. Đơn giản thôi, ví dụ bạn muốn định nghĩa Duy Nguyễn, à mặt dựng nhôm kính ở phía sau của Duy Nguyễn, mặt dựng nhôm kính phía đầu của Duy Nguyễn. Phía đầu thì bạn nhìn thấy rồi mà phía sau là bạn chưa thấy. Phía sau bây giờ nó phải còn có thể cái cầu thang thoát hiểm hết. Yêu cầu bắt buộc khi mà mở gym cao cấp 5 sao thì phải có cầu thang thoát hiểm. Phòng cháy chữa cháy nó phải ok. Đúng không? Cầu thang bộ thang máy phải đầy đủ đàng hoàng. Đó, đó là một trong những yêu cầu mở thang khi mà chúng ta làm dịch vụ mà gym cao cấp đó các bạn. Đây là cái cửa thoát hiểm nè. Bạn thấy cửa thoát hiểm tôi làm đẹp hơn cửa thoát hiểm ở trong chung cư nhiều, siêu thị quá trời luôn. Trong siêu thị làm cửa thoát hiểm nhìn nó gớm. Ông Duy Nguyễn làm cửa thoát hiểm nhìn đẹp chưa? Mà chưa vệ sinh đó. Bữa nào đó clean up này nọ các thứ nó nhìn nó sang là ngon. Đó, rất là chắc chắn nè các bạn. Ha. Duy Nguyễn cũng dám lắc mạnh, sợ mình mạnh quá nó gãy cửa. Đó là Duy Nguyễn thử thôi, chứ còn nó thật sự với bạn á làm sao được. Đây, nó này chưa nghiệm thu. Ta chẳng qua bữa nay qua đây thấy nó làm này đẹp quá, quay chia sẻ bạn chơi chút đỉnh vậy mà. Chứ bình thường trong dự tính của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn không tính quay cái này. Đó. Nên mà khi các bạn làm nhà các bạn chơi hại đi. Bao đẹp bao đã luôn. Mà Duy làm cái gì nó không có lý do của Duy. Tất cả những phòng gym ở BBT, Bình Tân, quận 9, quận 7 gì đó, mỗi cái nó thiết kế riêng kiểu nha các bạn. Chứ nó không mang một dáng vóc lặp lại, nó không một mang một dáng vóc đi chung. Rồi thôi giờ nó đã nói tới cái mặt dựng này đúng không? Mặt dựng này nó có mặt trước và mặt sau. Thì bây giờ anh cho tụi em coi mặt trước. Rồi đây là cái mặt dựng phía trước, một tầng thôi nha các bạn. Thì ở đây là cái cửa nãy Duy nói nè. Cái cửa này bằng mở ra ngoài bằng đi. Ok thấy không? Nè nè mở ra ngoài đi. Đó, khi mà buổi sáng bạn mở cửa này gió nó lùa, rồi bạn thấy tóc vụt cao vụt phi nó bay chưa? Là gió nó lùa nó cộng với cái dưới hai cái đối lùa nhau nó lùa, nó tạo ra một cái gió tự nhiên. Đó, mà mình xây một cái nhà đẳng cấp đó bạn thì phải kết hợp giữa gió tự nhiên và gió cưỡng bức. Gió cưỡng bức là gì? Là mấy chục quạt máy đây nè, chưa lắp mà sẽ có mấy chục quạt máy luôn, thấy không? Đó là gió cưỡng bức. Mà gió cưỡng bức kết hợp gió tự nhiên nó kết hợp hơi lạnh thiên nhiên cũng đai kinh nữa. Đó nó mới là đẳng cấp nha các bạn. Nên cái tất cả những tòa nhà của Duy Nguyễn, các bạn muốn chơi gió tự nhiên cũng được, muốn chơi gió cưỡng bức cũng được. Chỉ có cái tòa nhà bên Bình Tân là nó yếu nhất thôi. Tại phía sau Bình Tân nó buộc phải bích bùng, tại đó là nhà của người ta rồi. Nên Duy Nguyễn không làm được. Chứ còn ở này không phải không có nhà, có này không mà làm thoải mái luôn. Đó, mở cửa ra rất là mát mẻ thoải mái. Nhưng mà có một điều các bạn hỏi tôi tin phong thủy không? Tôi không có tin phong thủy. Cuộc đời Duy Nguyễn không tin phong thủy, Duy Nguyễn chỉ tin mẹ có tiền để xây nhà hay không thôi à. Nhưng mà Duy Nguyễn thích những số đẹp, những số phải có ý nghĩa. Đó. Đố các bạn, số 7 của Duy Nguyễn là gì? Bạn nào nhìn mặt tiền mà sẽ hiểu được số 7 của Duy Nguyễn là gì? Số 7 mà làm như không có số 7 các bạn, vậy nó mới ghê. Đúng không? Đó. Nhưng Tú biết số 7 là của anh mặt tiền là gì không? Trời ơi, bây giờ mà nhìn chưa thấy số 7 nữa trời. Đã biết không? Đó, thằng này được, thằng này vẫn chơi, cho 5 điểm trên 10 điểm nha các bạn. Nhưng mà tôi có một cái số 7 thứ hai, tôi không biết được. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết được cái số 7 thứ hai để khép lại chương trình livestream ngày hôm nay, ủa là chương trình quay video ngày hôm nay, để đến một chủ đề video khác nha các bạn. Đó là Duy Nguyễn chia sẻ bạn về cái thực dụng về mặt tiền của Duy đó, thực dụng về cái cách làm cửa của Duy đó. Duy không làm cửa gỗ, đúng không? Cái cửa gỗ 50 triệu mệt lắm, làm cửa kiến đi khoe nhà cho đẹp mà. Đơn giản thôi à, giờ thời buổi công nghiệp hiện đại mà cứ nhôm kiến mà tán thôi. Nên cái ông thầu nhôm kiến này ông cắn vô bốn cái nhà của Duy Nguyễn mà biết ông cắn nhiêu tiền hả? Tôi nói bạn mà một cái nhôm kính một tòa nhà này á là không dưới 2 tỷ. Wow. Nó không dưới 2 tỷ tiền nhôm kiến á, đừng đùa. Đừng vậy thôi. Ở dưới đang làm nhôm kính chứ mà dưới nữa kìa, đóng ở dưới nữa kìa. Nhôm kính nó mắc lắm. Nó mắc lắm, mà nếu mà chơi đồ gỗ mà gỗ bên Lào á mà đem qua chắc cũng thành 10 tỷ luôn. Không biết nó đại thôi à. Rồi giờ số 7 thứ hai. Đây, nhìn. 1 2 3 4 5 6 7. Thấy chưa? Thấy số 7 chưa? Đó, số 7. Khi bạn nhìn ở ngoài vô và thấy 7 7 7, rồi bạn cái cửa này đóng cụp lại, đó, một cái hệ cửa nó chạy từ trên dưới đồng màu đồng chất. Đó. Thì nó cộng ra gì bạn? Số 17. Mà 17 là gì? Tuổi đẹp nhất của đời con gái. Thôi đóng cửa nghỉ xuống dưới quay. Thằng nào không tin, em lên Google em search ở trang web 17.com.
toàn gái 17 không, đã lắm. Hồi xưa lúc anh mới ra trường anh làm cho nó mà. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.